Vâng, chào quý vị anh chị và các bạn thân mến. Khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh này thì đối với các tín đồ du lịch ấy, chắc chắn là một số quý vị anh chị và các bạn đã nhận ra khung cảnh này ở đâu rồi. Thế nhưng mà cái khung cảnh này nó là vừa quen này, nó vừa lạ này. Quen đối với tín đồ hay đi du lịch và cũng là ham khám phá và thích có những cái góc view đẹp để ghi lại những bức hình làm kỷ niệm cho mình. Thế còn nếu như mà quý vị anh chị các bạn đi du lịch mà chỉ góc độ là thoáng qua thôi thì sẽ thấy là rất là ngỡ ngàng và bất ngờ, không biết là cảnh này ở đâu. Nói đến đây thì một số anh chị sẽ có thể là tưởng tượng là suy đoán rằng có phải là gành đá đĩa không. Đây không phải là gành đá đĩa, mà đây là một cái khung cảnh mà gành thì nói là hơi quá, nhưng mà nếu theo đúng tên gọi của cụm từ đây chỉ là bãi đá thôi. Một bãi đá mà cả một phần chìm ở trong làn nước biển và một phần nổi trên mặt nước để chúng ta ngắm một cái cảnh, một cái view quá đẹp. Ở nơi này không phải là một địa chỉ quá xa xôi mà rất gần với chúng ta, thuộc về vùng Bắc Trung Bộ, đó là bãi đá biển Sầm Sơn các bạn. Vào những cái mùa hè thì chắc chắn là những cái tuyến du lịch biển thì không thể thiếu trong hành trình du lịch của quý vị anh chị và các bạn. Nếu ngoài Bắc này chúng ta dành thời gian, chúng ta đi với lại Cô Tô này, chúng ta đến với bãi Cháy, Đồ Sơn hay Cát Bà, và phía bên trong ấy thì Bắc Trung Bộ thì chúng ta có biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, Hải Tiến, Hải Hòa. Còn xa hơn vào phía bên trong nữa thì như Cửa Lò, Thiên Cầm rồi là Đà Nẵng thì nó là một cái cung đường xa hơn rồi. Nhưng với một cái bán kính mà từ trung tâm Hà Nội hay là Nam Định, Thái Bình ấy chỉ khoảng hơn 100 cây số thôi, với độ khoảng 2-3 giờ xe chạy ấy là quý vị anh chị các bạn đã có thể đến với Sầm Sơn rồi. Ở nơi đây thì chúng ta biết rằng là Sầm Sơn là một cái địa chỉ du lịch rất là nổi tiếng và được mọi người thường xuyên ghé thăm và dành cái thời gian tham quan và nghỉ dưỡng. Vào mỗi mùa du lịch thì Sầm Sơn đón hàng vạn lượt khách về thăm. Nhưng mà khi mà chúng ta đến Sầm Sơn ý, thì ngoài cái việc là tắm ở bãi biển Sầm Sơn này, thăm một số cái di tích nổi tiếng ở Sầm Sơn, thì chính cái nơi này là cái nơi tôi nghĩ rằng là một cái view đẹp nhất các bạn ạ. Đó chính là cái khu bãi đá này. Cái khu bãi đá này thì chúng ta sẽ có một cái cảm nhận như một cái gành đá, là một cái vùng rất là đặc biệt. Ở cái bãi đá này ấy, thưa quý vị chị các bạn, để đến với cái bãi đá này thì chúng ta phải lên cái dải núi Trường Lệ. Và đến với dải núi Trường Lệ, chúng ta có thể đi xe điện này, hay là đi xe máy, hoặc là tản bộ lên theo một cái lối đường đi bộ riêng. Chúng ta hãy dừng chân ngắm cảnh ở cái khu vực bãi đá này. Thưa với các bạn là bãi đá mà được hình thành trong cái quá trình tạo sơn cùng với lại dải núi Trường Lệ, nó kéo dài hàng mấy km luôn. Nó trải dài dọc theo cái dải núi Trường Lệ này, và nó một phần thì nằm ở dưới mực nước biển và một phần thì nhô cao trên bờ. Và nó có một cái điều đặc biệt là trải qua hàng trăm triệu năm hình thành đấy, những cái phần mà mỏm đá được sóng biển bào mòn qua thời gian, theo các nhà địa chất thì áng chừng nó cũng khoảng vài trăm triệu năm. Và qua thời gian thì bào mòn của sóng biển cho nên là nó tạo thành những cái tảng đá hình rất là kỳ thú và rất là độc đáo. Chúng ta bước chân những cái mỏm đá này thì cảm giác nó rất là êm ái nhẹ nhàng, nó không quá là sắc nhọn. Và những cái mỏm đá này thì và hầu như là rất là nhẵn. Cứ mỗi một cái dịp mà thủy triều lên ấy các bạn ạ, mỗi dịp thủy triều lên ấy, thì hầu như là một phần những cái mỏm đá ấy nhấn chìm trong nước, hầu như là không nhìn thấy gì. Thế nhưng mà khi nước xuống trải dài một cái bãi gành thấp thoáng nhấp nhô với những mỏm đá đủ các hình vạn trạng luôn, rất là thú vị. Đây là một cái điều rất là đặc biệt nếu như mà chúng ta dành thời gian đến đây chụp hình không cũng đẹp. Đây không phải là để dành cho các bạn để sử dụng nó là bãi tắm nhé, chỉ là nơi để check in thôi. Các bạn quần xoác áo thun mặc đi lội ở cái khu gành đá này, chụp những bức hình rất là thú vị và thả lỏng tâm hồn, tận hưởng những làn gió mát từ phía biển xa thổi vào, rất là thú vị các bạn. Đồng thời thì khi ở cái bãi đá này chúng ta sẽ ngắm cảnh gió biển, trời nước mênh mông và một cái view xa tít tắp cảnh biển khơi, và cảm nhận là xung quanh đó là bên trên ấy, bao bọc một cái hình vòng cung, đấy là những cái cây cối um tùm trên cái dải núi Trường Lệ này. Và thưa với quý vị anh chị các bạn, sau những ít phút thả mình với gió biển
và check-in tại khu vực bãi biển. Chúng ta nên dành thời gian để ghé thăm một trong các địa chỉ rất là nổi tiếng, đó là chùa Cô Tiên hay đền Độc Cước. Và đương nhiên nếu như các bạn mà từ phía bên núi lên ấy, thì các bạn có thể thăm chùa Phước Hải. Đây là những cái địa chỉ du lịch rất là độc đáo, một địa chỉ du lịch tâm linh và mang đến cho chúng ta cái cảm giác mà thư thái tĩnh lặng trong tâm hồn. Running wild.